Nhiều báo cáo chưa được xác nhận từ châu Á cho thấy, Apple đang dừng phát triển chip modem 5 giờ sau nhiều nỗ lực không thành công để hoàn thiện linh kiện quan trọng này. Theo một tài khoản tổng hợp thông tin có nickname Yo1122 trên nền tảng Blockneighbor cho biết, các nguồn tin từ chuỗi cung ứng liên quan đến bộ phận phát triển modem 5 giờ của Apple cho biết, các nỗ lực tự phát triển modem của công ty đã không thành công và rằng Apple đang trong quá trình dừng hoạt động dự án đầu tư kéo dài nhiều năm nay. Bên cạnh đó, một leaker khác trên X có tên a.tech_aeve cũng cho biết về các báo cáo tương tự từ một nguồn tin trong chuỗi cung ứng của Nhật Bản. Hãy còn quá sớm để biết được liệu các nguồn tin này có chính xác hay không, nhưng theo một báo cáo trước đó của Wall Street Journal, các nỗ lực tự phát triển chip modem 5 giờ của Apple đã vấp phải hàng loạt vấn đề nghiêm trọng liên quan đến các mục tiêu không thực tế, hiểu biết không đầy đủ về các trở ngại cũng như các nguyên mẫu không thể sử dụng được. Kế hoạch tự thiết kế một chip modem 5 giờ của Apple đã dẫn tới việc tuyển dụng hàng nghìn kỹ sư mới, trong đó bao gồm cả việc thâu tóm mảng kinh doanh modem smartphone của Intel vào năm 2019. Bên cạnh đó, công ty còn đưa nhiều kỹ sư của Intel và Qualcomm vào các vị trí cao trong dự án này, cũng như đặt ra mục tiêu có được một chip modem 5 giờ hoạt động được vào mùa thu năm 2023. Tuy nhiên, đầu tháng này phóng viên Mark Gurman của Bloomberg cho biết, kế hoạch phát triển chip modem 5 giờ của Apple đang tiếp tục gặp khó khăn khi muốn thay thế chip modem 5 giờ của Qualcomm trên iPhone và các sản phẩm khác. Việc ra mắt chip modem có thể bị trì hoãn tới cuối 2025 hoặc đầu 2026, nhưng Apple được cho đang lên kế hoạch đưa linh kiện này vào phiên bản iPhone xe giá rẻ và doanh số thấp hơn các dòng iPhone khác.